tí tất việc. Dừa, cam, hoa, các thứ. Pháo, pháo nhưng mà không được tốt nha các bạn. Tôi muốn test. Hello, xin chào tất cả các anh chị, cô chú và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình đang ở dưới tầng hầm của siêu thị lớn nhất Sài Gòn và cũng thể là siêu thị lớn nhất Việt Nam, đó là Aeon Mall Tân Phú. Thì như tất cả chúng ta đều biết là cái hệ thống siêu thị Nhật Bản là Aeon Mall ở Sài Gòn hay là ở Bình Dương là có ba cái hệ thống rất là lớn, đó là siêu thị Aeon Mall Tân Phú, siêu thị Aeon Mall Bình Tân và siêu thị Aeon Mall ở Bình Dương các bạn. Đó là hệ thống ba cái siêu thị Aeon Mall của Nhật, đó là to nhất ở Việt Nam. Thì hôm nay các bạn thấy là ở dưới nhà xe chặt kín luôn ở tầng hầm. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên trên đây xem, chúng ta đi sân xem là ở trên đây tình hình mua bán dịp Tết như thế nào. Ok, ngày trước thì Aeon Mall Tân Phú chỉ có một khu thôi, nhưng mà sau đó người ta mở rộng là thành làm hai khu và nó rất là rộng luôn, rộng cực kỳ luôn các bạn. Supermarket, có thể nói là tình hình dịch bệnh ở Việt Nam đang rất là phức tạp, các tỉnh phía Bắc và một số tỉnh nó đã di chuyển vào Tây Nguyên rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi xem là tình hình bà con ở Sài Gòn chúng ta mua bán như thế nào. Wow, bánh kẹo, bánh kẹo rất là phong phú. Cái khu này là các bạn biết là khu chính giữa này, khu này là khu ẩm thực này các bạn, buôn bán các loại hàng bánh kẹo. Còn khu ở trên kia là các khu mà người ta bán thời trang rồi các bạn, các nhãn hàng thời trang. Lên lầu nữa là các khu vui chơi rồi khu ẩm thực. Wow, người ta mọi người đua nhau mua bánh kẹo kìa. Thạch rau câu, thạch các bạn, 6.000. Caramel. Đây. Hạt điều. Điều 55.000, cái đây là 208 g. Cái này bánh kẹo này. Sô cô la. Nói chung không khí rất là náo nhiệt nha các bạn. Nãy mình đi vô là có nói là trước khi dịch cái đợt này diễn ra thì cái việc mà kiểm soát ra vào cũng như là sát khuẩn trước khi vào siêu thị là luôn được áp dụng từ lúc trước luôn các bạn. Bây giờ thì người ta làm nghiêm hơn. Ở đây là các cái chỗ mà người ta bán ha. Quà. Sunview Risa là cái gì? Hennessy. Không khí rộng ràng luôn các bạn.
Coi một phần quà như là bao nhiêu tiền thôi. Cái này là khu ẩm thực này các bạn, khu thức ăn nhanh này mà mua là có liền các bạn. Ồ, ở đây có bánh bánh gì kìa, hình mấy cookie các loại hết. Bánh quy ở đây là khu ẩm thực nữa. Chocolate Coca-Cola, thường là mọi người Tết các bạn nhỏ, phụ nữ hay là những người lớn tuổi thì thích uống trà, còn các bạn nhỏ thì thích uống Coca-Cola. Cái hàng hóa rất là phong phú và đa dạng nha các bạn, không có thiếu quá trời luôn. Là siêu thị Quang Tân Phú là cái siêu thị lớn nhất ở Việt Nam đó các bạn. Ở khu vực này thì mọi người sẽ cảm nhận được là cái không khí ở các siêu thị của chúng ta là mọi người vẫn đi mua sắm bình thường ha, nhưng mà chỉ có điều là mọi người được trật tự hơn và khẩu trang thuốc tiết là đầy đủ. Còn những cái ca nhiễm ở khu vực tỉnh Hải Dương Quảng Ninh nó đã lây sang thủ đô Hà Nội rồi các bạn. Thủ đô Hà Nội thì hiện tại một số ca nhiễm trong cộng đồng, căn bản là lãnh đạo của chúng ta là cũng đã có quyết tâm, và tất nhiên là người dân cũng phải tuân thủ các cái quy định về giãn cách cũng như là di chuyển đi ra nơi công cộng để cùng với lãnh đạo đảng và nhà nước thực hiện là cái thách thức và chúng ta sẽ kiểm soát trong vòng 10 ngày 8 ngày như lời của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nha các bạn. Nói chung rất là rộn ràng. Bây giờ mình đi vào cái khu mà người ta bán trái cây rồi các bạn. Có đây kẹo bánh mứt rồi, rất là phong phú quá. Rất là đông. Bây giờ vô cái trái cây các bạn, cái đồ mà trưng Tết ấy, mọi người thường là trưng bưởi, trưng dưa hấu này. Hôm nay thì bây giờ việc là dịch Covid thì có thể là cái thị trường dưa hấu chúng ta nó không phong phú và đa dạng bằng, bởi vì mọi người thường biết là cái dưa hấu thì nó xuất sang thị trường Trung Quốc rất là nhiều, nhưng mà năm nay thì họ nói cửa khẩu các cửa khẩu chúng ta là kiểm soát qua lại rất là chặt, và bên Trung Quốc thì họ cũng không có tiêu thụ nhiều về thanh long với lại là dưa hấu, cho nên là ở thị trường trong nước các nông dân của ta ở các vùng miền trồng cũng không có nhiều. Ở quê hương mình thì Bình Định thì Phú Yên thì các cái vùng mà chưa trồng số lượng dưa hấu nhiều lắm, nhưng năm nay mình không thấy trồng nhiều các bạn. Đây là cherry Nhật ha, cherry của Hàn Quốc chứ, cherry Đà Lạt, cherry Hàn Quốc. Nho thì vừa rồi có một vài cái loại nho mà khá là đắt đỏ nha các bạn, nho Nhật Bản, còn đây là nho xanh của Hàn Quốc. Nho Nhật Bản một trái như vậy mà 100-500k một cái các bạn. Thì không khí ở Sài Gòn của chúng ta thì các cái chỗ mà người ta đã triển khai cái chương trình lễ hội thì cũng đang tiếp tục triển khai, còn các cái chương trình mà chưa có lên chủ trương thì đang tạm dừng các bạn do dịch Covid. Phố đi bộ Nguyễn Huệ thì người ta cũng đang làm, và cái phố Ông Đồ ở khu vực nhà văn hóa thanh niên, rồi chỗ đường Nguyễn Thị Minh Khai là đang cũng rất là rộng ràng, rất là đẹp, nơi điểm đến check-in của rất nhiều người các bạn. Còn ở trong siêu thị thì siêu thị Quang Tân Phú thì tại đây người ta đang rất là rộng ràng. Đây là Quang Lan. Để kích cầu dịp Tết này thì người ta cũng có những chương trình gọi là khuyến mãi quá trời nha, bánh kẹo mứt rồi, như bánh Kinh Đô này bạn, 199k kìa.
nhiều loại ha. Đây mứt mưa khô, mưa nguyên bánh cũng khô. Cái này là ăn sức rồi. Ở cái tầng trệt này thì mọi người chỉ có thể cảm giác là mọi người mua sắm thôi, trái cây rồi rau củ quả. Ở phía dưới kia thì nó có một cái quầy hải sản, thủy sản. Nhưng mà nói chung là rất là rộn ràng vậy các bạn. Orion nè. Đầu năm, cuối năm Tết thì thường thường là người dân chúng ta thường tặng nhau những cái món quà như thế này, rất là ý nghĩa. Bánh, đậm tình xuân uống trà. Này là mít, mít khô. Và bây giờ chúng ta đi xuống khu vực của ẩm thực. Thì dưới kia là quầy gọi là rau củ quả, trên củ quả dưới này là chỗ mà bán cá thịt đồ à, cá hồi rồi á, gạo. Việt Nam là một trong những nước xuất xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới các bạn. Rau củ quả mình đã quay ở trong này rất là nhiều lần rồi, đặc biệt là trong các siêu thị, ví dụ như siêu thị lớn như thế này thì họ cho phép mình quay phim các bạn. Còn có những cái siêu thị khác thì họ không có cho quay phim. Đây các bạn, đây các bạn quầy cá này. Ô mực tôm sú 200 mấy. Hải sản, cái này là cá hồi. À, ở đây có mực mực khổng lồ này, mực lá, đây là cá hồi. Vô đây là có bán đồ biển các bạn, tôm sú, tôm hùm, tôm cua càng xanh, cua Alaska rồi. Đảo hải sản các bạn. Ở đây tôm sú, tôm sông 490.000 một ký các bạn. Cá tầm. Ở đây các bạn. Chả giò rồi đồ đông lạnh ở đây rất là phong phú và đa dạng nha mọi người. Thường hàng năm cuối năm rồi Tết như thế này thì cái thị trường bánh kẹo cũng như là bia nước ngọt rồi rất là tiêu thụ rất là mạnh luôn. Mà chỗ này thì có bán trên Alaska. À, đã chia. Không biết ở đâu siêu thị này Tiger bao nhiêu không? Tiger 339 nha các bạn. Sapporo là một thương hiệu của bia của Nhật Bản, 355, mắc hơn Tiger. Rồi, ok, đảo cho mọi người cái thị trường hàng hóa rất là phong phú đa dạng, và đặc biệt là trong cái những siêu thị lớn như thế này thì họ có chương trình khuyến mãi vào dịp Tết như thế. Và tình hình này bà con chúng ta vẫn đi mua bán rất là sung tụ các bạn. Mọi người cũng cẩn thận, khẩu trang khẩu chiếc rồi đầy đủ. Yes. Happy New Year, bài hát này thì vào mỗi năm chúng ta đều nghe, và bây giờ nó đã rộn ràng, Tết Nguyên Đán đang rất là gần. Dạ. Yeah.
chúng ta đã có cái cảm giác của Tết dương lịch rồi. Chúng ta sẽ bước vào một cái kỳ Tết nguyên đáng. À, ok. Ok. Rồi ok, mình sẽ đi mua một số đồ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Rất là rộn ràng, Tết đến rồi. Mặc dù là dịch thì cũng đang rất là phức tạp, nhưng người dân ở Sài Gòn chúng ta hiện tại đang cũng đang tranh thủ mua sắm cho những ngày xuân đầu năm. Dạ. Bye bye.